Chào các bạn nha. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn xử lý một cái bình xăng con nó bị chạy xăng dư nha các bạn. Từ khi chúng ta đậu khoảng vài tiếng thì nó sẽ có dấu hiệu chạy xăng ở cái đường dư này. Để trong nhà thì ban đêm nó chảy hôi rất là khó chịu nha. Và có nguy cơ là có thể nó gây cháy rất là cao nha các bạn. Bạn tiến hành tháo hai cái con ốc ở dưới cái chung xăng dưới ra. Chảy xăng dư thì nó cũng có nhiều trường hợp nha các bạn. Ví dụ như là nó bị cái cây này nó bị gãy, hoặc là nó bị lủng, nó bị lòn xăng ở dưới đường này, nó ra đường này cũng có khi bị nha các bạn, nhưng ít. Cũng có trường hợp là cái phao xăng này nó bị lủng và xăng nó vô đây khiến cái phao nó bị chìm, nó không nổi được. Do không nổi được mà nó không đóng được cái van ở trong đây mà nó sinh ra hiện tượng bị gò xăng nha các bạn. Nặng thì nó chảy, các bạn mở xăng nó chảy luôn, còn nhẹ thì khoảng vài tiếng nha các bạn. Nó nhiễm từ giọt. Bạn tháo ra trường hợp mà cái phao này của chúng ta phát hiện nó không có bị lủng, không có vô xăng á, các bạn kiểm tra lại cái ống thoát xăng dư này. Nếu nó kín thì chúng ta sẽ tiến hành xử lý cái phần cái bông tu nha các bạn. Ở trong này nó có một cái sợ mi bằng đồng, trong một thời gian xài sử dụng lâu thì nó bị đóng cặn ở trong này và nó cũng gây ra cái hiện tượng nó bị gò xăng nha. Những cái hoa nó đóng không kín nữa các bạn. Cũng có trường hợp là cái bông tu này xài lâu nó bị mòn cái đầu cao su ở trên nha. Nếu trường hợp các bạn tháo ra các bạn thấy còn đẹp thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta sấy lại là nó vẫn xài bình thường nha. Còn những cái trường hợp nặng quá, nó bông tu này cái đầu nó mòn khuyết, chúng ta thay bông tu nha các bạn. Bạn trước khi thay thì các bạn tiến hành các bạn giấy cái sơ mi ở trong này cũng như vệ sinh cho nó sạch lại, khi chúng ta gáp vào hoặc là thay bông tu mới thì nó cũng không bị chảy lại nha. Bạn kiếm mấy cái tàn nhang đốt đó các bạn, các bạn pha vào cho nó một chút xăng. Bạn dùng tay trộn cho nó đều lên, cho nó hòa vào thành một cái chất. Các bạn lưu ý là cho xăng ít một chút để cho nó cái bột nhang nó được đặc chút. Khi cho cái bột nhang vào cái đầu bông tu thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta bỏ vô. Bạn có cái motor thì các bạn lấy các bạn sấy nó sẽ nhanh hơn nha. Các bạn sấy mà sấy tay thì nó hơi lâu. Còn cái motor thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta bỏ vô chúng ta sấy nó sẽ nhanh hơn. Sau khi sấy xong thì các bạn tiến hành tắt, thì các bạn rửa lại cái sơ mi ở bên trong lại bằng xăng lại nha.
rửa sạch thì các bạn sử dụng vòi hơi các bạn thổi vô cho nó bay mấy cái tàn nhang hết các bạn. Xong thì các bạn sẽ tiến hành các bạn lắp lại. Lắp lại các bạn sẽ thử là đẩy và thả cái phao xăng này nếu nó lên xuống bình thường không bị kẹt thì các bạn tiến hành lắp vô nha. Cái bình chảy xăng này nếu như chúng ta không biết cách làm thì nó sẽ rất là khó trị được cái bệnh này nha. Có những bạn đã thay bông cu mới vô nhưng mà nó cũng không hết cái vụ chảy xăng nha. Chúng ta phải biết cách thì chúng ta mới khắc phục được tình trạng chảy xăng này một cách triệt để. Còn không thì các bạn có thay bông cu mới nó cũng chẳng ăn thua nha các bạn. Ta lắp xong rồi chúng ta sẽ tiến hành gắp vào xe chúng ta thử. Các bạn làm như trường hợp tôi đã hướng dẫn các bạn thì cái thành công nó rất cao nha các bạn. Và bình xăng của chúng ta nó sẽ hết dễ xăng mà chúng ta không cần phải thay một cái bình xăng mới nha các bạn. Clip của tôi đến đây xin được tạm dừng, chào tạm biệt các bạn nha.